Xin được chuyển sang một số tin tức về hoạt động nông nghiệp ở trong nước. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã cho phép nhập khẩu khẩn cấp 50.000 liều vaccine và triển khai tiêm phòng bệnh viêm da nổi cục cho châu bò, bước đầu khẳng định được hiệu quả phòng bệnh. Tuy nhiên thì tại nhiều địa phương, bệnh viêm da nổi cục trên châu bò vẫn đang có dấu hiệu bùng phát. Mới đây, tại tỉnh Quảng Ngãi, địa phương này đang khẩn trương thực hiện một số biện pháp chủ yếu nhằm kiểm soát phòng chống dịch bệnh, hạn chế thiệt hại cho người chăn nuôi. Nhà chị Hòa có 6 con bò. Nhiều ngày nay, đàn bò đều có hiện tượng da nổi u cục, các khớp chân sưng to và bỏ ăn. Mặc dù đã được điều trị thuốc, vệ sinh chuồng trại, tuy nhiên một con trong đàn vẫn bị chết. Con nhỏ thì yếu quá, bố chưa ăn được đó, nó yếu quá, nó chết. Lao bớt cái bệnh thì lao bớt quá đi. Thuốc, không thuốc, chưa có thuốc, chết. Bệnh viêm da nổi cục trên châu bò được ghi nhận ở Quảng Ngãi bắt đầu từ 8 hộ chăn nuôi ở xã Bình Long. Trong vòng chưa đầy một tháng, dịch bệnh đã lan rộng ra 6 xã thị trấn của huyện Bình Sơn, hơn 220 con bò bị bệnh. 5 con bò đã chết và được tiêu hủy. Bò tôi nó nấu cục lên đó, tôi cũng rồi bỏ ăn, rồi tôi cũng vệ sinh chuồng trại, tôi cũng phun thuốc đầy đủ. Nó bỏ ăn thì tôi phải nấu chốt, cho nó ăn sợ nó súc. Hiện Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã cho phép nhập khẩu khẩn cấp 50.000 liều vaccine và triển khai tiêm phòng bệnh viêm da nổi cục cho châu bò tại nhiều địa phương khá hiệu quả. Tuy nhiên, việc thực hiện tiêm phòng thí điểm với số lượng vaccine ít, số lượng châu bò được tiêm thấp so với tổng đàn tại các địa bàn có nguy cơ cao. Về cái giải pháp thì chúng tôi cũng đang tổ chức, thứ nhất là tuyên truyền, hướng dẫn cho nhân dân trên những địa bàn huyện biết để phòng ngừa, ngăn chặn, không nên tổ chức bán chạy này. Tổng thể nơi vùng có dịch bệnh thì cứ quy định là 3 ngày phun tiêm một lần. Hiện tại, Quảng Ngãi đã nghiêm cấm việc di chuyển gia súc mắc bệnh ra khỏi địa phương để hạn chế lây lan dịch bệnh. Ngành nông nghiệp khuyến cáo người chăn nuôi cần đảm bảo vệ sinh chuồng trại, kịp thời phát hiện các trường hợp gia súc có biểu hiện bệnh để thông báo kịp thời với chính quyền địa phương. Tại vùng bảy núi của huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang thì trong thời gian gần đây liên tục tái diễn tình trạng là người dân đổ xô bán cả gốc lẫn cây thốt nốt. Trước tình trạng này, chính quyền và người dân đang lo ngại rằng là tình trạng này sẽ dẫn tới là thiếu hụt nguyên liệu đối với làng nghề thốt nốt tại địa phương. Cây thốt nốt được bứng cả cây lẫn gốc sẽ được bán với giá từ 300 đến 500 nghìn đồng một cây. Đa số là các cây này tuổi đời chưa đến 20 năm tuổi. Việc mua bán vận chuyển đa số đều diễn ra trong đêm. Trước tình trạng này, chính quyền địa phương cũng có khuyến cáo người dân không nên bán cây ồ ạt như hiện nay, đồng thời chỉ đạo lực lượng công an kiểm tra xe quá tải trọng để xử lý. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn An Giang cho biết là hiện cây thốt nốt hiện không nằm trong nhóm cấm. Tuy nhiên thì cơ quan này cũng đã có văn bản đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đưa cây thốt nốt vào loại cây bản địa đặc trưng. Việc mua bán cây kiểu tận diệt như hiện nay nếu tiếp tục diễn ra ồ ạt sẽ gây ra rất nhiều hệ lụy trong tương lai. Thời gian qua, giá phân bón liên tục tăng ở mức cao và đặc biệt là đối với phân DAP, giá một bao loại 50kg đã lên mức là 850.000 đồng, cao hơn thời điểm cuối năm ngoái tới 240 đến 250.000 đồng. Cùng với đó là những khó khăn do đại dịch COVID-19 khiến cho nguồn cung ứng mặt hàng này bị thiếu hụt cục bộ. Trong khi tại đồng bằng sông Cửu Long thì bà con đang chuẩn bị mua phân bón để phục vụ cho vụ lúa hè thu. Nhiều chuyên gia cho rằng là với giá đầu vào cao như là hiện nay, vụ này nếu mà nông dân muốn có lời thì cần sử dụng phân bón một cách hợp lý, tránh lãng phí. Hiện nay, chi phí mua phân bón đã tăng 1,2 đến 1,5 lần. Đây thực sự là khó khăn lớn với bà con trong sản xuất vụ hè thu. Các chuyên gia cho rằng, phân bón tăng giá đã nằm trong quy luật thị trường thế giới, không có tình trạng ghim hàng đẩy giá của doanh nghiệp trong nước. Không phải là nước lên thuyền lên đâu, mà nó phụ thuộc vào cả thị trường của thế giới nữa. Rồi quá trình xăng dầu lên thì vận chuyển lên. Trong khi việc buôn bán phụ thuộc vào thị trường, nông dân muốn tránh được thua lỗ phải thay đổi tư duy sản xuất, canh tác thông minh. Theo đó, bà con cần thay thế các loại phân giá cao bằng phân bón giá thấp hơn nhưng có hàm lượng dinh dưỡng tương đương. Trên từng vùng đất khác nhau, nên chọn loại phân tương ứng, tránh sử dụng một cách tràn lan, gây lãng phí. Thí dụ như là DB, nông dân rất là mê. Mà bây giờ DB nó rất là mắc, 850 ngàn bao, thì chúng tôi nói là không mua DB. Nên mua phân lân, nội địa, bón vô, thế vô. Cộng với một phần của URE là
hoàn toàn giải quyết không mua một chút DB nào. Theo Hiệp hội Phân bón Việt Nam, không chỉ nông dân gặp khó trong việc cân đối chi phí phân bón cho sản xuất vụ hè thu, mà bản thân các doanh nghiệp cũng đang gặp trở ngại. Hiện nay, giá nguyên liệu sản xuất phân bón tăng, đặc biệt là Trung Quốc, nước sản xuất phân bón lớn nhất thế giới, thiếu hụt nguồn khí, dẫn đến thiếu hụt nguồn cung. Phân bón trong nước đang có hiện tượng thiếu cục bộ, nhất là nguồn phân nhập khẩu. Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn và Hiệp hội Phân bón Việt Nam thì đều có các cái khuyến cáo doanh nghiệp sản xuất và doanh nghiệp thương mại. Thì đối với doanh nghiệp sản xuất thì chúng tôi có đề nghị là một mặt là phát huy hết công suất thiết kế, phát huy hết năng lực này, tăng cường tìm thêm nguồn nguyên liệu. Cái thứ hai nữa là tránh cái hiện tượng là đầu cơ trục lợi để thì găm phân bón lại. Và cái thứ ba là chúng tôi có khuyến cáo là các doanh nghiệp đấy là tạm ngưng xuất khẩu để dành cái nguồn sản xuất trong nước cho cái nhu cầu ở trong nước. Thế còn đối với doanh nghiệp thương mại thì chúng tôi có khuyến cáo là cần tăng cường là tìm thêm nguồn cung này, rồi thì liên kết với doanh nghiệp sản xuất trong nước để tìm các nguồn hàng mới và có thể thay thế những cái phân bón mà đang khó khăn ấy, như DAP, UE bằng các loại phân bón khác. Các chuyên gia cho rằng để hài hòa giữa lợi ích của doanh nghiệp và nông dân, các công ty cần minh bạch công khai thông tin nguồn hàng, lượng hàng tồn để người dân biết cân đối hài hòa giữa đầu ra, đầu vào và yên tâm sản xuất. Tỉnh nghèo biên giới Hà Giang hiện còn 8 huyện nghèo theo nghị quyết 30A, nhưng sau 10 năm triển khai xây dựng nông thôn mới với phương châm tự lực, lựa chọn cách làm phù hợp điều kiện năng lực hiện có của địa phương và đến nay, bộ mặt Hà Giang đã thay đổi vượt bậc, đời sống vật chất cũng như là tinh thần của người dân nơi địa đầu Tổ quốc đã được cải thiện đáng kể. Mới đây, xã biên giới Lũng Cú nơi địa đầu Tổ quốc vừa chính thức được công nhận là xã đầu tiên đạt chuẩn 19 trên 19 tiêu chí nông thôn mới của huyện Đồng Văn. Thôn Lô Lô Trải nằm dưới chân cột cờ Lũng Cú, điểm cực bắc biên giới. Toàn thôn chỉ có hơn 100 hộ người dân tộc thiểu số. Trong đó, chủ yếu là người Lô Lô, một trong 16 dân tộc đặc biệt ít người nhất Việt Nam. Nghề chính là làm ruộng nước và lúa nương, quanh năm nghèo đói. Nhưng từ năm 2014, bắt tay xây dựng nông thôn mới, nhân dân tại Lô Lô Trải đã biết tận dụng lợi thế điểm du lịch cột cờ Lũng Cú để phát triển du lịch cộng đồng, phát triển kinh tế. Đến nay, thôn Lô Lô Trải đã trở thành thôn đầu tiên được Ủy ban Nhân dân huyện Đồng Văn công nhận là thôn đạt chuẩn nông thôn mới. Ngày xưa trồng lúa thì một năm chỉ có được tạc khoảng 3-40 triệu, hiện tại bao giờ một tháng đã là 20 triệu rồi. Lũng Cú là xã vùng cao, cực bắc của Tổ quốc. Điều kiện tự nhiên, khí hậu khắc nghiệt, địa hình phức tạp, thiếu đất sản xuất, thiếu nước sinh hoạt. Bắt tay xây dựng nông thôn mới, cấp ủy chính quyền xã Lũng Cú quyết tâm cao, huy động toàn dân chung sức với phương châm phát huy tối đa mọi nguồn lực đoàn kết một lòng. Đối với xã Lũng Cú có thế mạnh là về du lịch nên là trong những năm tới công tác xây dựng nông thôn mới sẽ tập trung vào việc là nâng cao cái thu nhập cho người dân thông qua hoạt động du lịch dịch vụ. Trong tổng nguồn vốn xây dựng nông thôn mới gần 200 triệu đồng, ngân sách nhà nước gần 60 triệu đồng, còn lại do người dân đóng góp và vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án khác. Năm 2020, thu nhập bình quân đầu người xã Lũng Cú đạt 36 triệu đồng một người trên một năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 12%. Đường vào trung tâm xã được mở rộng từ 5,5 m lên 7 m. 87% đường thôn, liên thôn được cứng hóa. Các trường học được đầu tư xây mới. 9 trên 9 thôn có nhà văn hóa khang trang, không còn hộ có nhà tạm. Đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng kế hoạch có sự tham gia của người dân. Công khai minh bạch mọi nguồn lực để cho người dân tự tổ chức thực hiện. Trong giai đoạn năm 2020-2025 và định hướng đến năm 2030, huyện Đồng Văn sẽ đầu tư 288 tỷ đồng hoàn thành điều chỉnh quy hoạch nông thôn mới tại 17 trên 17 xã, tổ chức lại sản xuất, từng bước nâng cao giá trị kinh tế trên một diện tích canh tác, nâng cao thu nhập cho nông dân, nhất là đồng bào thiểu số.